Như vậy thì trong thời gian qua có nhiều quý vị hỏi tôi rằng là cái bộ tool nó gồm những gì. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời luôn cho quý vị. Thì cái bộ tool này thì tôi cũng vừa mới đặt về cho một học viên của tôi. Thứ nhất là chúng ta cần một bộ máy tính. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi cũng đặt một bộ máy bao gồm máy tính và các thiết bị hỗ trợ để cho chúng ta chạy phần mềm pin máy tính. Thì cái bộ này là bộ mới mà tôi vừa mới đặt về cho cậu học viên mới của tôi. Thì bây giờ mời quý vị xem các cái thiết bị cần có trong cái ngành pin. Thứ nhất là một bộ nguồn sạc. Thì cái bộ nguồn này thì quý vị có thể lấy nguồn nào cũng được, nhưng mà tôi thì tôi xài nguồn xịn PC185AS. Nó giống với như cái bộ nguồn mà tôi đang sử dụng đây. Và một máy xả máy tính thì nó nằm ở trong cái cục này. Bây giờ tôi sẽ mở cục này ra để cho quý vị cùng xem nhé. Đây, thì nó sẽ có một cái cuộn dây amiăng chống cháy. Đấy. Đây là băng dính cách điện cách nhiệt. Mỗi một lần đặt thì tôi đặt nhiều luôn, thể đỡ mất công. Đây là bộ công tắc mà tôi thường hay làm cho quý vị xem đấy. Công tắc sạc xả, công tắc chuyển đổi LPT và EV. Đây là hộp EV. Và đây là cổng LPT. Hết rồi. Đây, tiếp theo là máy xả. Máy xả thì tôi cũng nhập hàng xịn nhé. Cái này thì chúng ta làm nghề thì tôi muốn là làm đấy khoảng tầm 20-30 năm mà nó vẫn chưa hư, cho nên là tôi sẽ nhập cái loại này. Đây là các cái dây kết nối, thì cái dây này thì ai cũng có, cho nên là tôi không cần giới thiệu nữa. Đây là một bộ máy mà tôi đặt sẵn. Thì cái máy tính này nó đặc biệt ở cái chỗ rằng là nó tương thích với tất cả những cái phần mềm dành cho Win 7. Máy này thì cũng rẻ thôi, nhưng mà cái giá trị của cái hộp bộ phần mềm nó nằm ở trong này thì nó hơi đắt quý vị ạ. Và cái máy này tôi trang bị cho nó là chip i5 4590 và RAM 8GB. Thì quý vị chú ý rằng là riêng với dòng máy mà để chạy phần mềm cho pin laptop thì nó phải có cái cổng COM này nhá. Cái cổng này là cổng LPT chứ không phải cổng COM. Cổng COM phía dưới này. Thì quý vị hãy chú ý rằng là nó phải có cái cổng LPT màu đỏ này thì mới chạy được nhá. Lúc đấy thì họ mới cài được cái hệ thống phần mềm và kết nối được với cái hộp book của mình. Đây là bộ kết nối cổng COM này, như hồi nãy tôi có nói là phải cắm vào đây. Vâng, thưa quý vị, đây là máy xả dùng để định dòng xả cho viên pin. Và thiết bị này thì nó cần phải chính xác, cho nên là tôi mua hàng xịn luôn. Máy này của Nhật nha quý vị. Tiếp theo đó chính là hộp EV 2003. Hộp này là chúng ta dùng để kết nối giữa viên pin với lại máy tính. Và tiếp theo nữa thì đây là một hộp LPT. Hộp này thì cũng dùng để kết nối giữa viên pin với máy tính. Và chạy chip Maxim thì chúng ta mới phải dùng đến cái hộp này. Đây là cái bộ mà dây để chúng ta thiết lập để kết nối giữa cái hộp EV này và cái cổng máy tính. Đặc biệt là cái phần công tắc này. Hôm nọ thì có một bác hỏi mua nhưng mà tôi phải đặt rất là lâu mới có. Đây là cái bộ công tắc để chuyển đổi giữa hai hộp EV và hộp LPT. Thì thay vì việc là tháo ra cắm dây thì tôi chỉ việc đấu vào trong này và tôi gạt công tắc là nó sẽ chuyển đổi ra hai hộp này. Và cái công tắc còn lại thì tôi dùng để sử dụng cho một bộ nguồn xả và một bộ nguồn sạc. Như vậy thì trong thời gian qua có nhiều quý vị hỏi tôi rằng là cái bộ tool nó gồm những gì. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời luôn cho quý vị. Thì cái bộ tool này thì tôi cũng vừa mới đặt về cho một học viên của tôi. Thứ nhất là chúng ta cần một bộ máy tính. Máy tính gì cũng được, nhưng mà phải chip i3 trở lên thì nó mới chạy hiệu quả nhá. Và cái máy tính này là phải chắc chắn là phải có cổng COM, cổng LPT. Và bộ phận thứ hai là mà chúng ta cần đó chính là bộ nguồn xả. Bộ nguồn xả phải zin nhá, phải xịn thì nó mới cho chúng ta xả một cái dòng xả chuẩn để chúng ta định dòng cho viên pin. Và bộ phận thứ ba đó chính là hộp EV. Đây là hộp EV này, rất quan trọng. Hộp này để kết nối giữa máy tính và viên pin. Hộp này là hộp LPT. Chẳng qua là nó không có hộp thôi, nhưng tôi vẫn gọi nó là cái hộp. Đây là hộp LPT thì dùng cho chip Maxim. Bộ công tắc này thì quý vị không cần mua cũng được, nhưng mà theo tôi thì chúng ta nên mua. Bởi vì là trong lúc vội thì chúng ta chỉ việc gạt sang thôi, chứ cắm dây nó khổ lắm. Bộ cổng COM này là cái bộ mà lát nữa tôi sẽ đấu dây. Cái bộ cổng COM này để tôi chế cái bộ mà để kết nối như thế này.
Đây cái bộ kết nối đây, bộ công tắc đây. Vâng, đây là toàn bộ những cái thiết bị cần thiết để cho chúng ta chạy phần mềm pin máy tính. Thì như quý vị thấy rằng là tôi cũng có một bộ y chang như vậy và tôi đã lắp rồi. Và đây là máy tính, thì thật ra cái máy tính này ai cũng có thể mua được, nhưng mà nó phải tuân thủ một số cái yêu cầu của ngành pin. Thứ nhất là phải tương thích với Win 7, driver là phải nhận đủ. Thứ hai là phải có cổng LPT, cái cổng đỏ này. Thứ ba là phải có cổng COM. Cổng COM này có thể có hoặc không có cũng được, nhưng khi mà tôi chạy cho cái máy này thì nó phải có cổng COM. Đấy, phía sau này, quý vị có thể nhìn phía sau của cái máy này thì là cái cổng COM này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp hệ thống thiết bị này vào và bật lên cho quý vị cùng xem. Và bây giờ thì tôi sẽ chạy thử hệ thống này. Thì trước tiên là tôi sẽ kết nối một cái bộ mạch vào hệ thống EV. Và bây giờ thì tôi sẽ kích nguồn cho nó thì nó sẽ đọc được thông tin. Và quý vị xem bên này thì thông tin đang chưa có gì. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ kích vào cái bộ sạc thì nó sẽ cấp nguồn cho mạch. Và phía bên này thì bắt đầu đã có thông tin. Đây là thông tin của viên pin mà... Vâng, và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Thì quý vị nào có nhu cầu mua các trang thiết bị trong ngành pin, như thể là máy chạy phần mềm, máy hàn, hoặc là quý vị muốn học nghề, thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500 để nhận những thông tin chi tiết và chính xác nhất. Thì đây cũng là số điện thoại mà tôi sử dụng Zalo, thì quý vị có thể kết bạn Zalo để tôi gửi thêm thông tin hình ảnh và thông tin chi tiết hơn. Vâng, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.